cả sân Old Trafford đã thực sự nổi điên sau khi thấy tình huống này. Nhiều người đã phải thốt lên rằng quá nhục nhã, khốn nạn tận cùng, đề nghị sa thải vĩnh viễn. Đó là pha bóng dẫn đến bàn thua của Manchester United trong trận thua trước Arsenal. Sự lững thững đến thiếu trách nhiệm của Casemiro đã khiến bẫy việt vị của Man United phá sản hoàn toàn, dẫn đến pha thoát xuống của Kai Havertz tạo tiền đề cho bàn thắng của Trossard. Khó có thể tin được rằng đây là hình ảnh của một cầu thủ chỉ mới 2 năm trước còn là trụ cột trong chức vô địch Champions League 2021-22 của Real Madrid. Sự kém cỏi của Manchester United trong mùa giải năm nay được phản ánh rõ nét qua hình ảnh của Casemiro, chậm chạp, bệ rạc và thiếu sức sống. Vì sao anh lại sa sút rõ rệt chỉ 2 năm sau đỉnh cao như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Hãy nói với họ rằng tôi sẽ sửa chữa lại vấn đề. Đó là phát biểu hùng hồn của Casemiro ở thời điểm anh cập bến nửa đỏ thành Manchester vào mùa hè 2022. Anh tới đội bóng này để khắc phục điểm yếu cố hữu đã hành hạ quỷ đỏ suốt nhiều mùa giải với Scott McTominay và Fred. Cặp đôi đã trở thành nỗi ám ảnh của các Mancunians vì màn trình diễn tệ hại của họ trong nhiều mùa giải vừa qua, cũng như nâng tầm tuyến giữa của Manchester United với đẳng cấp vốn có của một người đã bỏ túi 5 chiếc vô địch Champions League trong màu áo của kênh kênh trắng. Ở mùa giải đầu tiên, tiền vệ người Brazil đã không làm người hâm mộ quỷ đỏ phải thất vọng với chiếc vô địch Carabao Cup khi chính anh là người ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết trước Newcastle, cùng với thành tích giúp Manchester United giành vé tham dự Champions League với màn trình diễn đỉnh cao của mình. Đã có những lúc, các Manusian đã đòi trả thêm tiền cho Real Madrid như một lời khẳng định về những đóng góp của anh. Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải năm nay, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bổ sung thêm Sofian Amrabat, một trong những tiền vệ phòng ngự nổi đình nổi đám sau World Cup 2022, các fan hâm mộ quỷ đỏ mơ về một cặp đôi lực VL thể ở khu vực giữa sân. Khi mà Casemiro sẽ sát cánh với Amrabat trở thành hai chốt chặn bất khả chiến bại, giờ thì tất cả phải công nhận rằng lực thật nhưng là lực cót, lực bất tòng tâm. Amrabat đá dở đã đành, đến cả Casemiro cũng xuống phong độ trầm trọng. Một sự tụt dốc diễn ra rất nhanh và nó khiến cho tất cả phải bất ngờ so với phong độ cao mà anh có ở mùa giải trước. Cầu thủ sinh năm 1992 đã có dấu hiệu sa sút ở trận đấu gặp Brentford ở giai đoạn lượt đi khi anh truyền hỏng và trực tiếp mở đầu pha bóng dẫn đến bàn thua. Điều này càng được bộc lộ rõ nét ở giai đoạn lượt về. Trong cuộc đọ sức với Luton Town ở vòng 25, mặc dù quỷ đỏ đã giành thắng lợi 2-1, nhưng đó là trận đấu ghi dấu màn trình diễn thảm họa của Casemiro. Anh nhận thẻ vàng ở phút 34 và tiếp tục có pha phạm lỗi nguy hiểm với Ross Barkley chỉ 6 phút sau. Sự nương tay của trọng tài đã giúp Casemiro thoát khỏi việc nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng anh cũng bị rút ra khỏi sân sau giờ nghỉ. Thảm họa thực sự đến trong trận đấu gặp Crystal Palace, có thể được coi là trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Brazil. Việc bị kéo xuống đá trung vệ trong bối cảnh Manchester United khủng hoảng nhân sự cũng không thể khỏa lấp được những sai lầm mà anh đã mắc phải. Anh xoạc hụt bóng trong chân Michael Olise trong bàn thua thứ nhất, chậm chạp trong tình huống theo kèm Tyrick Mitchell để hậu vệ người Anh dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 và kết thúc màn trình diễn thảm hại bằng pha để mất bóng ngớ ngẩn ở bàn thua thứ tư. Cựu tiền vệ của Real Madrid đã phải nhận những lời chê bai có lẽ là cay đắng nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Jamie Carragher, huyền thoại của kẻ thù không đội trời chung Liverpool, không tiếc lời chỉ trích anh. Cậu ấy là một tiền vệ vĩ đại của bóng đá thế giới, nhưng nên dừng lại trước khi quá muộn và cần nghĩ tới Saudi Pro League hoặc MLS. Cậu ấy đã lớn tuổi, hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn. Bóng đá đỉnh cao đã rời bỏ Casemiro và cậu ấy cần tính đến phương án khác. Roy Keane, người cựu đội trưởng của Quỷ Đỏ cũng không đứng ngoài cuộc. Trong tất cả cầu thủ Manchester United, gồm cả đội dự bị và đội trẻ, nếu có một cầu thủ mà tôi không muốn cho ra sân ở vị trí trung vệ trong trận gặp Crystal Palace thì đó là Casemiro. Bạn có thể xếp Aaron Wan-Bissaka hoặc bất kỳ một hậu vệ trẻ nào khác. Sau những màn trình diễn tệ hại vừa qua, hậu quả đã tới với Casemiro khi anh bị loại khỏi danh sách tham dự Copa America 2024 trên đất Mỹ, mặc dù tiền vệ này đang là người mang băng thủ quân của đội bóng áo vàng xanh sau World Cup 2022. Bàn thua ở trận gặp Arsenal chỉ càng củng cố vững chắc cho sự thật đau lòng, đó là Casemiro đã hết thời. Vậy nguyên nhân nào khiến Casemiro sa sút trầm trọng và trở thành cái gai trong mắt các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford? Thứ nhất là vấn đề tuổi tác. Cần nhớ rằng anh đã 32 tuổi, độ tuổi mà các tiền vệ phòng ngự khó đáp ứng được cường độ thi đấu, nhất là ở giải đấu khắc nghiệt như ngoại hạng Anh. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao, anh đã nhiều lần khiến huyền thoại Lionel Messi phải nản lòng ở các trận El Clasico với những pha theo kèm và tắc bóng chuẩn xác.
thì giờ đây, một tiền đạo tầm trung như là Michael Olise cũng có thể khiến Casemiro phải khốn khổ khi sự già nua khiến anh không thể theo kịp tốc độ của sức trẻ. Sau những thành công vang dội trong quá khứ, anh đã bị thời gian bắt kịp, trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. Đồng thời, nhịp độ thi đấu cao đã khiến anh liên tục gặp phải những chấn thương. Hai chấn thương mắt cá và gân kheo đến liên tiếp chỉ trong giai đoạn giữa tháng 10, đầu tháng 11 năm 2023, góp phần không nhỏ vào những bước chân nặng trĩu của tiền vệ sinh năm 1992. Càng chạnh lòng hơn khi nhìn vào những người đồng đội cũ của anh ở đội bóng Hoàng gia, những Dani Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos vẫn bền bỉ qua 5 tháng, vừa giành chức vô địch La Liga và chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League với Borussia Dortmund ngay trên đất Anh. Tuy nhiên thì vẫn còn đó những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến sự sa sút của Casemiro. Anh là nạn nhân của sự thiếu ổn định nhân sự nơi hàng tiền vệ quỷ đỏ khi đối tác tuyến giữa liên tục bị thay đổi từ Amrabat, Eriksen, Scott McTominay đến Kobbie Mainoo. Chính điều này đã góp phần không nhỏ tạo nên sự sa sút của cầu thủ người Brazil khi anh liên tục phải thích ứng với lối chơi của những đồng đội khác nhau. Đồng thời, việc đột ngột bị đẩy xuống đá trung vệ trong bối cảnh Manchester United đối mặt với cơn bão chấn thương đã khiến cho một tiền vệ phòng ngự thuần túy như là Casemiro gặp khó khăn trong việc thích nghi. Anh chưa thể quen với việc đằng sau lưng mình không còn bộ đôi trung vệ để bọc lót mà là thủ môn Andre Onana, người cuối cùng đứng trước khung thành. Thế nên sai sót là điều khó tránh khỏi. Có điều, những sai sót mà anh mắc phải lại là những sai lầm dẫn đến bàn thua trực tiếp khiến anh nhận cơn mưa chỉ trích trong những ngày vừa qua. Casemiro thời điểm hiện tại chính là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho Manchester United. Anh từng 5 lần lên đỉnh châu Âu, từng là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, giờ đây sa sút không phanh và thường xuyên mắc lỗi như một cầu thủ nghiệp dư. Nửa đỏ thành Manchester cũng từng là nỗi khiếp sợ của các đội bóng tại nước Anh, luôn là ứng cử viên tại đấu trường châu Âu, nhưng giờ đây thì lại là một tập thể thi đấu rệu rạo, thiếu bản sắc, luôn là tâm điểm của những cuộc chế giễu trên khắp các trang mạng xã hội suốt hơn 10 năm qua. Từ việc đến Old Trafford để sửa chữa, Manchester United giờ đây lại bị coi là nơi chỉ để tiền vệ 32 tuổi chữa lành sau thời kỳ đỉnh cao ở thành Madrid. Mối lương duyên giữa Casemiro và Manchester United là một sai lầm và cần phải có một sự sửa chữa cuối cùng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới để tốt cho cả hai phía. Với cá nhân Casemiro, anh cần tìm ra lối thoát cho bản thân mình để không phải kết thúc sự nghiệp đầy vinh quang của mình theo cách này.